Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa một số cái bom mất nguồn do khách hàng đem lại. Thì trên nguyên tắc thì chúng ta sửa cái nào mất tiền trước đi, để chúng ta sửa mất tiền trước, chúng ta lấy tiền trước đúng không? Đúng không? Đấy, sửa sửa cái mất tiền trước không? Rồi ok, bây giờ theo nguyên tắc làm thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu ha. Ok, bên đấy nè. Rồi chúng ta cấp nguồn. Chúng ta cấp nguồn thử xem có lên nguồn không. Cái bo này thì thầy đã, cái này là của mình, thầy đã độ chế rồi đúng không? Cái đắp của nó là hai đắp, thầy độ là thành một đắp đúng không? Độ thành một đắp. Rồi đây để thầy cái bo hiển thị cho xem. Lấy bộ dây nữa. Đắp chừng nào? Đắp chừng nào? Sao đi rồi chừng 8 rồi. Chừng 8 rồi, chừng 1 rồi. 79 rồi. Là 70 chân 70 rồi. Rồi. Chân bãi, chân bãi của đi bốn chưa có. Cái này hả? Cái này đã chỉnh ở đây rồi thì chính, nó xong rồi hiểu không? Chỉnh đây thì ra chân 7 rồi. Đúng không? Em chỉnh chân 5 chân 7 thì đâu ra rồi. Chỉnh chi bên đó nữa. Đây, cái bo hiển thị của nó là hay đó. Đúng chưa? Rồi để dễ dàng trong quá trình mà chúng ta sửa chữa thì chúng ta chuyển vào một rắc để gắm vô thôi. Đó. Để cái này nó còn có bộ dây nữa. Thì chúng ta chuyển một rắc. Đấy. Các bạn nào mà không biết cái phương pháp làm có thể vô nhóm mà dân nội bộ. Anh góp cho bạn Quyền ha, bạn Quyền hướng dẫn cho làm ha. Bạn Quyền ở trong nhóm gia lô nội bộ của mình á. Ok. Rồi chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cắt nguồn thử xem. Mà cắt nguồn thử xem. Rồi, sơ đồ cắt nguồn thì chúng ta có rồi đúng không? Có chưa? Có rồi mà không? Every thì cắt nguồn có rồi. Rồi bạn cắt thử xem. À đây là những học viên mới. Cho nên chúng ta sẽ hướng dẫn từ từ. Không có việc gì phải để gắt đâu. Đi xe công suất là chúng ta đứt một đường lạnh nữa xem. Và chạy một đường lạnh xuống mát. Cho cái dư bị lên xíu. Được không? Còn đúng không? Đúng không? Sai rồi ha. Nhớ nha, thì cấp một lần bốn nhớ nha. Còn không thì dò sơ đồ ra thôi chứ cũng chả cái gì gọi là hay ho đây nè. Thì cho nó sơ đồ. Còn không có sơ đồ thì sẽ hướng dẫn cho cái không có sơ đồ cũng được. Đây Elri. Mô Elri, đây Elri. Máy giặt Elri cửa nghe. Đó. Đây. À, chúng ta có loại đó. Cái này là chưa cập nhật rồi, cái mới nè. Cái cấp nguồn vô, một like vô, vô đây, rồi chưa, thấy không, giờ một like vô, đây, đó, thấy chưa, à, thật ra cũng chả hay ho gì đâu, tại vì một phần á, ví dụ như bạn nào chưa rành á, bạn nào chưa rành á thì có thể dò mặt, còn bạn nào mà rành có sơ đồ rồi thì cấp về sơ đồ, cũng không có gì quan trọng, cái quan trọng chúng ta đang sửa mất nguồn, rồi bạn mở thử xem, lên nguồn không. À, chưa đâu, bạn phải gắm cái bo hiển thị vô nữa. Đây, thầy có ghi chân số 1, bạn nhớ chân số 1 nè. Về chân số 1 nằm đây. Số 1 thấy không? Về cái đắt chân số 1, gắm vô. Rồi. Rồi, chúng ta mở nguồn thử xem. Cái bộ xét thì đâu? Rồi chưa? Bạn thấy có đèn đỏ không? Rồi, như vậy bạn lý giải đi, có đèn đỏ sẽ hư phần nào chứ? Cái quan trọng nhất là bạn lý giải. Bây giờ
nghe bao nào chạy bao nào không chạy, bao nào chạy bao nào không chạy. Đối với học trò chúng ta thì nó giúp nó phân biệt luôn, mà chúng ta không sửa mò nha, đặc biệt là chúng ta không sửa mò. Đấy, chúng ta không sửa mò, nghe bao nào chạy bao nào không chạy. Đó, phân biệt đi đã hai tính. Một khi mà cặp bo mà nó lên được cái đèn đỏ thì bao nào chạy bao nào không chạy. Bó chạy không? Bó nào chạy? Bó này chạy không? Bó này chạy không? Bó này chạy không? Một khi mà chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ có một số vấn đề, đúng không? Chúng ta sẽ có một số vấn đề, chúng ta xoay quanh cái vấn đề đó, chúng ta mới giải quyết được câu chuyện. Còn nếu như bạn chưa xoay quanh vấn đề, bạn sẽ không giải quyết được câu chuyện, đúng không? Đa phần là thợ sửa bo sửa mò không? Không, chúng ta không có sửa mò. Chúng ta sửa đúng nguyên tắc nguyên lý, sửa đúng nguyên tắc nguyên lý, không sửa mò nha. Đây, sửa đó. Thế cho đầu hồi bữa đi. Nêu đi. Máy giặt dưỡng em. Đây chúng ta vô cái sơ đồ này chúng xem. Đây. Đây là chân bỏ nguồn. Hả? Nói chuyện mấy, nói chuyện nào với chuyện nào. Nói chuyện nào với chuyện nào để cho mọi người nhớ không? Nhớ. Nhớ chuyện nào? Chuyện nào? Chuyện này. Con chở 2 ký 2. Rồi chưa? Ok không? Vậy bây giờ nó bay một nó đang chạy, đúng không? Đang chạy. Thì đã nói với bạn rất nhiều là một trong hai con khiển nó không chạy thì nó sẽ không lên hiển thị. Nhưng mà nếu như con khiển này không chạy thì đèn này sẽ không sáng. Bo này chạy thì đèn này mới sáng. Thầy đã dạy rồi mà. Đúng chưa? Thầy đã dạy rồi. Cho nên là khỏi khỏi chối cãi cái vấn đề đó. Rồi chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi bây giờ bạn muốn sửa cái này đúng không? Bạn sửa cái này. Bây giờ bạn muốn sửa cái này. Bây giờ đây, khi ấy như vậy, bạn đo xem ở đây có xung phát ra không? Xung phát ra là chân máy. Chân máy không? Chân ấy xung phát đi là chân máy. Chân thu về là sửa là chân máy. Chúng ta có một số màu dây nè. Trong đó đỏ 0V, cam là 13.5. Đúng chưa? Rồi trắng là bao nhiêu? Trắng là bao nhiêu? Nhớ không? Trắng là 5V. Đấy, vàng xanh thì nó bỏ, đây vàng xanh nó bỏ nè. Đây, vàng xanh nó bỏ nè. Cái này là do cái dây rắc mình chế độ ha. Vàng xanh nó bỏ nè. Thấy không? Đó. Như vậy thì bây giờ em đo có xung giao tiếp không? Bây giờ em muốn đo có xung giao tiếp không thì em sẽ đo một que vô màu đỏ, một que vô đen hoặc nâu để xem có xung nhịp không. Bạn phải dùng cho một cái đồng hồ cho nó sang kích đi em. Chúng ta dạy học và chúng ta dạy chữa chính xác, không sửa mò nha, không được phép sửa mò nha, sửa là phải dính nghi bệnh, đúng nghi ban, không sửa mò. Ở trong thời gian mà chúng ta học môn tích ban đó, thì chúng ta chờ lại bạn ăn làm môn tích ban thì chúng ta sẽ sửa bo máy giặt Henry. Chúng ta có 3 bộ bo máy giặt Henry. Bạn nào có nhu cầu học sửa bo mặt có thể liên hệ với thầy qua số điện thoại là 0907 716 705, Zalo của thầy là 0931157788. Chúng ta học tại 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nha bạn nha. Rồi. Có xung nhịp không? Có xung nhịp không? Không có xung nhịp. Rồi đo qua gì cái bên có xung nhịp không? Đo qua gì cái bên có xung nhịp không? Nếu chỉ một trong hai dây mà có xung nhịp, đó chính là xung nhịp của bo đuôi. Vậy rồi em phải nhấn gì ta? Như nhấn gì ta? Âm dương đâu? Tại vì sao mà một trong hai tại vì sao mà chúng ta nói là một trong hai bo có mà có xung nhịp là bo đuôi đang chạy. Tại vì nguyên tắc của bo đầu, khi mà bo đuôi mà không đưa xung nhịp lên thì nó không phản hồi xung nhịp về. Cho nên nếu như không có xung nhịp ở bo đuôi là hai bên không có gì, không có xung nhịp cả. Như vậy nếu như không có xung nhịp thì các bạn sẽ liên tưởng với bằng gì? Vì xử lý chưa chạy. Vì xử lý chưa chạy các bạn sẽ liên tưởng với bằng gì? Để chúng ta sửa bo là chúng ta sửa chính xác, chứ nó không có sửa mò. Sửa 5V có chưa? 5V có rồi. 5V có rồi. Tôi nói bo này tôi nhận tới 700.000. Thợ sửa không được bỏ chạy đem vô mình, đúng không? Thợ sửa không được bỏ chạy đem vô mình. Chứ không phải đơn giản với nó đâu. Nó gỡ hai một cái bo Toshiba nó kìa, nhìn cái bo Toshiba có phải không? Phải thợ sửa. 5V có rồi. Một cái bo Toshiba cả. Cầm cái bo cầm vậy nó cãi dây. Thầy cho em mượn cái bo kia em dò. Bo Toshiba. Yeah.
Rồi, bây giờ mình suy nghĩ coi nó hư cái gì. Ví dụ đường này nè, nó còn bị kéo xuống mát nè, nó còn không nhịp nè. Hôm nay cái nó không nhịp đứt, mấy anh chở này cũng không mất mất giao tiếp nè. Trước tiên làm cái đó thì mình làm với xe đời xét đó đã. Có 5 buôn là 7-8-0 lên. Nhưng mà cái con này con này sẽ có mà. Con này đưa nguồn từ đây xuống đây mà. Nhớ là mình nó không trở. Nó không trở từ đây xuống đây là điện này đã có 5 buôn rồi nè. Giúp cái thằng nhất chứ. Đó, trước nó không trở từ đây xuống đây nè. Biết rồi, nhưng mà anh suy nghĩ này có 5 buôn rồi nè. Cái này có 5 buôn rồi. Nhưng mà không nhịp. Không nhịp ít. Không nhịp. Không nhịp. Không nhịp sẽ đứt đường trở này nè. Đứt cái con R này nè. Đứt cái R này. Thế là con tụ nè. Hay là con tụ nó chập xuống lắm nè. Sao con không nhịp. Đứt 2 trở có 2 đường này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ 1, 2 đứt cái đường. Thật anh không có, nó cũng không chập. Thật anh không có, nó không chập đúng không? Bây giờ thì bây giờ nó bật nó lên điện nó mở nguồn là nó mở nguồn 5V, nó mở nguồn 5V chứ con VCD nó có chạy đâu, nó mở là mở nguồn 5V, tức là chúng ta chỉ kiểm tra được là VCD không chậm mà thôi, VCD công suất không chậm làm drop nguồn mà thôi. Vậy cái này 5V là tại vì sao? Tại vì khi chúng ta nói cái chân đó là điện xuống đây thì nó cái chân này 5V này nó sẽ kéo cái chân của mở nguồn kéo lên, nó sẽ kéo chân mở nguồn đây, nó kéo chân mở nguồn mà. Đó, bạn đọc sơ đồ bạn thấy nghi nghiệm sơ đồ. Đây, nó kéo chân nè, thì nó kéo xuống nè. Đúng chưa? Nó kéo xuống. Thì kéo xuống thì cái con này nó sẽ mở nguồn 7-8-5 mà cái đèn led này nằm đây. Cái đèn led nằm ngay chỗ con 6 chân. Thấy không? IC02S. Đây, con IC02S đây, đèn led chạy ra. Cho nên là cái hiện tượng này là chỉ có nguồn chạy mà thôi, tức là con vi xử lý bo đầu nó đã gì? Nó đã đóng xuống nguồn. Chứ nếu chúng ta không có bo đầu nè, tắt điện thì không có bo đầu. Nó đâu có đèn đâu. Nó chỉ có đèn khi có bo đầu mà thôi. Thấy rõ không? Cho nên là khi mà chúng ta cắm một bo đầu vô mà nó lên đèn thì chúng ta chỉ khẳng định là cái nguồn nó đã có rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ nó đang bị sự cố là nó mất giao tiếp. Và bây giờ chúng ta thử xem thì ra thầy đã nói rồi, nếu như có nguồn mà con VCD nó chạy thì một trong hai chân nó sẽ nhịp. Nếu như một trong hai chân mà nó nhịp thì bo đầu bị hư. Còn nếu như nó không có nhịp luôn, đúng không? Thì vì xử lý bo đuôi không chạy. Còn nếu như mà nó không có nhịp gì hết, đúng không? Không có nhịp gì hết. Nếu như mà nhịp á là phải nhịp hai chân, nếu như nhịp có một xung để nhịp thôi, còn một xung ở đây nó không nhịp chảy lại, tức là bo đầu đã có xung đưa lên nhưng mà bo đầu không chạy, không đưa xung nhịp xuống được. Đấy, chúng ta sẽ có một số trường hợp vậy. Nếu như nhịp là hai xung đều nhịp, còn nếu như có nhịp là con xử lý này chạy thôi, con này không chạy. Tại vì nguyên tắc hoạt động của cái bo này á là có xung nhịp từ dưới đây đưa lên đây thì nó mới nhịp trả về, còn không có xung nhịp đưa lên thì nó im luôn. Hiểu được không? Hiểu được vấn đề không? Nó phải nhận một cái xung, xong rồi có cái xung đó thì nó sẽ nhịp trả, còn nếu như không có xung thì nó sẽ không nhịp trả. Cho nên chỉ có một trường hợp là gì? Một là hai thằng đều nhịp, tức là hai thằng sống. Còn nếu như thằng này mà chết, thằng này không nhịp thì toàn bộ là được đi đồng về, nó tắt hết. Như vậy thì con này chúng ta đang xác định là thằng này đang hư. Này đang hư. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao chúng ta sửa zin mà không cho khách phát hiện, không cho cắt mạch luôn, sửa xong mà không cho cắt mạch. Cái này là cắt nó cắt trước, cắt nó không có tự hư rồi lại cắt mà, nghe rõ không? Nhưng mà đợt đây nó có hư lưỡi cái không rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa, chúng ta không cắt mạch đúng không? Sửa được không? Được. À, bây giờ bạn sẽ moi cái chỗ vị trí lên thầy đi, moi lên, đấy, moi lên, moi lên. Nhớ là coi chừng bay lên kiện nha, cẩn thận. Chúng ta sửa bộ mạch thì chúng ta phải hiểu bộ mạch nó đang nói gì, đừng có bao giờ nghĩ là có cái sơ đồ là sửa được đâu. Nếu gì không có người giảng dạy, cho nên những cái bạn mà đi mua tài liệu, mua giáo trình, giáo án, tôi nói không có sửa được. Học online cũng không thể sửa được. Mình có nói mà học online mà sửa được. Sửa giáo trình, giáo án rất nhiều cái các bạn cần phải đi học, chính người thầy họ chỉ với các bạn. Và khi mà các bạn gặp những bệnh lạ mà cái người thầy họ cũng chưa gặp qua luôn, thì chúng ta có nhóm Zalo nội bộ, ở trong đó có mấy anh chàng anh em, người ta sẽ hỗ trợ mình. Bên này thôi. Rồi chúng ta sẽ thử xem. Nếu như thầy thì không nảy đâu. Nhưng mà cho các bạn nảy. Chứ thầy thì không bao giờ nảy. Chí thẳng vào điểm. Nảy về phía thật anh. Ừ. Nảy ngược lại. Để nảy nha. Cái nhỏ hơn. Nè. Rồi, cái này sạch sẽ chỗ này nè. Nảy sạch sẽ.
coi chừng có điện trở nhỏ dưới nha, ở ngay chỗ bị xử lý sẽ có điện trở 1.5, để cho thằng anh sẽ có điện trở 1.5, nhìn thấy không, lấy cái đèn soi đi, bạn nào có cái đèn không, lấy cái đèn soi đó. Chúng ta sẽ đọc thử nha. Cái này tụ nó nằm bên đi xem sức thì mình kéo chỗ đi xem sức xuống. Đúng rồi, kéo chỗ đi xem sức xuống. Một bên thôi, một đừng bên. Có nãy, để sửa không cho người ta thấy mà nãy tùm lum đó. Nãy càng ít càng tốt phải không? Dạ. Tự nhiên nãy tùm lum chi vậy? Đúng không? Đánh lạc hướng này. Không phải là đánh, giống rồi vấn đề cho mình đánh lạc hướng. Mà để chúng ta sửa không cho thấy là không cho thấy. Hay là còn không cho thấy luôn cái dấu ngại luôn mà. Bạn nãy là oai hồn rồi. Rồi, món hàng có chưa? Sao có biết? Có rồi. Món hàng có rồi đúng không? Để tay cái này rồi. Là đã biết rồi. Để tay rồi. Rồi chưa? Có còn điện trở đó có này, có nãy bay hả? Ok. Rồi chưa? Là ní. Thầy sửa là thầy không cho thấy dấu luôn á. Cái nãy chi lục lum. Thấy điện trở một mê không? Thấy không? Thấy điện trở một mê không? Đúng không? Hai đầu hàng vô hai điện trở một mê mà. Cái chân này hàng xuống mát. Dội cái đèn ở đây nè. Chân mát cái bên. Thấy chân mát cái bên. Đó. Tác dụng mua điện trở là gì nè? Nó ổn định cái xung không cho bị nhiễu. Hàng hai đầu thì chỗ một mê nè, hàng cho kéo, chân này cho mát để bo chạy hai viên hai đặt ăn rồi bắt đầu cho nó chạy cùng lúc hai đặt ăn hai chân vô hai đầu đi chở còn chân giữa cũng khó đấy, hơi khó đấy. Không khó đâu, có gì đâu khó. Anh lại nói lại cái thầy không có nhìn vô điện trở kêu hẹn cho thằng anh đứng cười không bắt mũi ổng giờ kiểu hàng cái này đứng cười không để chiếc con tay xin nó cho sạch cẩn thận bay bay điện trở nha, làm cho sạch sẽ đi, bạn làm sao bạn nhắm thấy bạn làm được đúng không? Đôi khi cái bon người ta đem lại mất nguồn, bởi vậy mấy người giải sử bộ mạch nó nói phần nguồn quan trọng, đầu lao nguồn có mẹ đâu quan trọng đâu mà kêu chiếm 60% 70% bộ mạch không có, các bạn đừng có nghe lời mấy thằng đó, nghe lời cái người người ta sửa thực tế, người ta dạy đàng hoàng, không nghe đi nghe mấy thằng chém gió chà chanh vâng. Đấy, chúng ta đang dạy cho học trò chúng ta sửa bo mấy giặt LV cửa ngang. Mất nguồn bo này bo lớn nha. Máy lớn, máy không phải máy nhỏ đâu. Đấy, chúng ta đang sửa lỗi gì, lỗi mất nguồn của bo mấy giặt LV cửa ngang. Cái đời này đời máy lớn này cũng chả biết nó đời gì mà đem lại thì sửa thôi. Không có giáo trình giáo án, ở đây chúng ta dạy không có giáo trình giáo án gì đâu. Chúng ta chỉ dạy cho thợ biết sửa bo mặt, về quê kiếm tiền mua sữa cho con uống là được. Đúng chưa? Chứ còn chúng ta không có giáo trình giáo án gì đâu, cho nên một số ông sau này thì đồng ý là cái phương án dạy đó. Không có dạy cho kiểu ngày xưa nữa. Bây giờ dạy cho gì? Dạy cho làm trên máy luôn. Đúng không? Không có dạy theo kiểu ngày xưa nữa. Ngày xưa là vô đây cái chuyên môn có cái màn vô cái hỏi file tài liệu, file giáo trình, file giáo án. Đó, vừa rồi cũng có ông cũng vô hỏi y. Đó, thì nẹt trong tâm. Vô mục đích gì? Bây giờ học mà. Bây giờ vô muốn sửa bộ mặt hay muốn lấy tài liệu? Đó gì? Em hàng sao đó em nghĩ em hàng được. Còn nếu như khó quá thì em hàng ra ba sợi dây nhỏ nhỏ. Cấu lên chỗ lên chỗ. Chơi nè, chơi nè. Thầy đang hướng dẫn mấy bạn. Không phải là nếu như mà hai đợt anh thì hai nãy giờ rồi. Thầy đang hướng dẫn mấy bạn làm sao đó mà về quê kiểm tra cái bộ mạch của người ta mà người ta không biết mình kiểm tra. Cái đó mà đỉnh cao của nghề nghiệp. Chứ còn nếu như mà gỡ con thạch anh ra mà thay đúng không? Thì chuyện đó nó nhỏ lắm. Nó quá nhỏ. Chuyện mà gỡ thạch anh ra là quá nhỏ. Làm sao mà sửa cái máy chạy rồi mà khách hàng đổi ý, đổi ý được chạy gì? Tôi chưa đụng vô cái máy anh luôn nha. Cảm nhìn cái body tôi chưa đụng vô luôn. Đó mới là đẳng cấp của nghề nghiệp.
chứ còn mà sửa tay quay tùm lum hết trên cái bo của người ta, trả cái bo cho người ta, đúng không? Thì người ta chửi mình đó. Đấy, cho nên chúng ta sửa một cái bo mà chúng ta không hề gỡ ra. Thầy đang hướng dẫn cho bạn phương pháp sửa cao hơn thợ sửa bo một bậc, sửa mà không thấy dấu tích, sửa xong và chưa sửa nhường nhau, đó mới là đỉnh cao. Và không cho nó ăn cắp nghề luôn, nếu như nó không phải đọc cho mình. Và thậm chí những học trò khóa trước cũng không ăn cắp được nghề của khóa liền trời của thằng khóa sau luôn. Như vậy khóa sau giỏi hơn khóa trước, không dở hơn khóa trước được. Càng đi về sau càng giỏi. Cho nên Thành nó mới ở đứa thầy là 5 năm nữa nó mới về. Là vậy á. Thành ở luôn à, thầy mới 5 năm. Đấy. Đi lấy vợ trong đây luôn mà. Con nhỏ nào bị nó dụ vậy? Ai chịu được mày mà lấy tào lao một tờ lưa nữa. Cái tào lao đỡ một tờ lưa nữa chứ. Đây chúng ta đang đó. Chi nhập khẩu cho bạn làm. Bạn nào vô xem like, like comment thì biết nha bạn. Like comment thì biết nha. Like thì like, chia sẻ cho bạn bè anh em cả cùng xem nha. Chúng ta đang dạy nghề tại 861 sẽ 61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Zalo của thầy là 0931157788. Điện thoại của thầy là 0907716705. Bạn nào có nhu cầu học sửa bo mạch có thể liên hệ với thầy qua số điện thoại đó ha. Chúng ta học tại 861 sẽ 61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chỉ dạy trực tiếp, không dạy Zalo, online, Facebook, không bán tài liệu. Quan bệnh không bán giáo trình giáo án, chúng ta chỉ dạy cho học trò chúng ta. Giờ chúng ta nói là chúng ta là tiệm sửa chứ chúng ta không phải chúng ta nghề nha các bạn nha. Chúng ta dạy cho các học trò biết cách sửa bo nha. Lấy mát chỗ khác được không thầy? Trong... em lấy đâu gần gần đó cũng được. Trong thời gian chờ đợi bạn cách ban này chúng ta sẽ cho học trò chúng ta sửa cho nó quen thuộc để về quê biết cách làm luôn. Bạn hàng dây ngắn thôi nha, đừng dài quá nhiều. Chúng ta quay hôm nay chúng ta quay 3 video. Còn một cái máy giặt nữa ai làm? Máy giặt kia ai làm? Còn bộ nữa. Bạn nào làm? Bạn mới thì làm đi, bạn này chưa làm video cái nào em? Em làm chưa quen sợ em. Không, không có. Em số... bình thường. Chưa đi anh. Cứ làm. Bo thì giờ nó rẻ mà, không sao. Để tụt hàng đó thôi. Hàng mấy nhỏ nhỏ chưa quen đó thầy. Không, cái này là hàng không nhỏ đâu, cái này lớn. À. Còn cái này bạn nào làm? Còn cái E là bạn nào làm? Chúng ta có 3 cái lần mà đúng không? Thầy giáo này nói dễ rồi còn cứ anh phải học thêm tháng nữa mới làm từ từ lỗ da tháng nữa bị đuổi mẹ rồi còn tết rồi đây chúng ta thử nha, chúng ta thử cho bạn xem. Đừng có gỡ là anh cũng ra nha, đừng có gỡ cái gì hết đâu. Nếu vậy là em hàng chân mát xuống trước rồi xong em hàng 2 giây qua kia hay sao? Hay là hàng trước, hay là trước hả? Ok thì tùy bạn ha, bạn muốn làm gì đó bạn làm miễn sao mà nó ok là được. Đây cũng một cách 8 triệu mình tháo ra cái ta chỉ nghĩ mình đo. Tôi không có cắt mặt nha, tôi không cắt mặt của anh nha. Đây thật sự ra các bạn dở, hai cái que của chúng ta, chúng ta hàng hai thật anh vô hai que, chích xuống cái, còn cái chân mát của nó thì chúng ta gì chúng ta hàng ra vậy mà chọn cái mát ở ngoài tại sao?
như vậy thì rõ ràng chúng ta không có đại keo luôn, hiểu không? Hai cái dương thạch anh thì chúng ta vẽ là hai bên vẽ hai chân, chúng ta vẽ là hai bên phải không? Chúng ta hàng vô hai cái que đúng không? Phải không? Chúng ta chích xuống, còn cái chân giữa này chúng ta hàng chia được xuống áp. Như vậy là rõ ràng là chúng ta không có đụng chạm cái bo luôn. Hả? Cái gì? Sao vẽ còn vẽ chân giữa? Trời nó cẩn như giữa rồi. Xuống dưới kia vô luôn con đẹ đẹ. Mười men. Sao nó bé sao gãy giữa ta? Có vẽ đi đó làm chi? Ngồi chưa làm được nó ngứa tay. Đấy. Mất ba ngày chưa thầy. Đấy, chúng ta sửa mà chúng ta không cho Thảo nó biết luôn. Chứ đừng có nói, Thảo chưa bo luôn á. Chứ đừng có nói gì khác. Các bạn làm sao là bây giờ cái thế hệ đời mới của các bạn khi các bạn về quê á, là sửa đừng có cho Thảo biết luôn. Còn cho Thảo biết là chuyện bình thường. Bài đặt mà dám nói tao là sửa bo không cần giáo trình, không cần giáo án, không cần xung quanh của thầy hả? Hả? Nó cho lên đường để chiến trận luôn nè. Trong cái que hàng lại mày que hàng, cái que hàng vô kia. Rồi chúng ta chờ xíu cho bạn lấy cái con thạch anh lên. Đó là để thử thôi. Chuyện mình chọc luôn mà. Bây giờ chưa quen cứ hẹn đi đã, chúng ta sẽ có thời gian làm video á. Chưa quen thì cứ làm đi cho đi. Còn có về thí nghiệm thì về về quê lấy cái bo của mình thí nghiệm nha, đừng lấy bo của mình thí nghiệm. Thí nghiệm hồi chẳng chết cái bo cái bắt đầu bỏ chạy hả mày? Rồi sau lấy hạt anh đâu dữ vậy? Rồi chưa? Làm cái gì thao tác chuẩn bị sẵn đi. Để chút nữa cho nó nhanh. Chân dài kìa. Ngon lành. Có nãy đưa cái con gì đâu mà nó khô. Nó đúng. Có chân dài cỡ rồi. Có lỗi gì, ba lỗi gì? Đi đôi nhóm rồi. Thử cho nó lên chạy cho lên thì mình mới làm cho nó đẹp. Rồi vậy đi, ok. Rồi nhớ sửa lại. Rồi thử coi có nhịp không, thẳng đầu rồi mình chỉnh lại. Đúng rồi. Chưa? Rồi các bạn thử xem. Chân số 1 nằm đâu? Đúng chưa? Rồi ok, đúng rồi. Rồi bạn mở thử xem. Chắc chứ? Nhắc nha. Chúng ta đang hướng dẫn học trò chúng ta sửa một cái bo mà không chuẩn mục đích.
đang hướng dẫn cho ông tròn ba sửa ông ro không có dấu tích. Bỏ máy giặt cửa ngang LV. Rồi được rồi. Rồi đây bạn có thể mở. Dễ không? Thấy chưa? Như vậy thì bạn nên nhớ rằng con đặt anh trên bo không cần phải gỡ. Chừng nào sửa xong báo giá ok, sắt nó 700 ok thì mới bắt đầu gỡ thằng anh nó ra. Còn không thôi sửa không có dấu. Đó là đẳng cấp của nghề nghiệp. Mày tính đọc ba anh ra gì chụp dưới ra. Sửa không có dấu tích. Hiểu không? Cái chân nó dài đúng không? Hàng vô hai que được không? Chọt xuống, chân má thì hàng. Hàng ra một cái dây, chọt nghiêm xuống gì? Gì màu đỏ. Dạ xong. Mình test không? Mình test tất cả các cái trên cái bộ mặt mình test hết luôn. Mà không để bất kỳ một cái dấu đất nào hết. Vô cho thằng thợ thứ hai cầm cái bo qua, cầm kệ mày, tao cũng có làm gì đâu. Đấy, bây giờ chúng ta đo thì nó sẽ có xung nhiệt. Đấy, nó có xung nhiệt, thấy rõ không? Khi nó chạy thì nó sẽ có xung nhiệt. Đấy. Thì nó nhảy mà. Đó. Được chưa? Khi nó chạy thì nó mới có xung nhiệt. Rất rõ ràng chưa? Chúng ta dạy học thì chúng ta phải rõ ràng. Lý thuyết thực hành phải đi đôi song song và đồng thời. Chứ chúng ta không có chơi cái kiểu mà dạy kiểu tào lao. Đúng không? Còn hồ kim chúng ta biết được không? Được. Nhưng mà nó không rõ ràng. Chúng ta có thể đo bằng hồ kim. Trong trường hợp mình chưa có lúa. Không, chưa có lúa, phải chạy lúa thôi. Đây, thì em cần. Bạn thấy không? Bạn thấy bạn chết không? Rung rất là mạnh. Bởi vì đâu có thấy được. Không thấy được. Thằng cậu lao má cái tay thôi. Phá thấy sợ luôn. Được chưa? Nhìn thấy được không? Tốt, nó không phải đeo đâu. Đấy, nghe được không? Rung nhẹ lắm. Cho nên là, nhưng mà nó rung kiểu này khi nó hư chúng ta không thấy được, không biết được. Nó vẫn rung, ví dụ rung không đủ số, chúng ta không biết được. Tại dòng hồ kim chúng ta không phân biệt được. Chỉ có đồng hồ số là nhanh nhất được, chúng ta xác định tần số của gia đất. Ngày xưa chúng ta giấu nghề được. Bây giờ nếu như có đồng hồ lết thì chúng ta không giấu nghề được đâu. Tại vì tất cả các cái đều phản ánh. Vậy là chúng ta có lấy cái này có 3,5 cũng được, không phải nhiều. Đúng không? Đó, bây giờ bạn muốn thay thật anh thì chung nữa bạn tự bạn thay. Đây chúng ta đã kiểm tra rồi. Ok. Rồi chúng ta sẽ tới cái mẫu thứ hai cũng ở nguồn của Eury. Đúng không các bạn? Rồi, chúng ta sẽ kết thúc video. Các bạn.